Tôi đang có mặt trong di tích nhà công tử Bạc Liêu. Nơi đây có bán hàng lưu niệm, và trong hàng lưu niệm thì có loại muối đặc sản của xứ Bạc Liêu. Về miền Tây thì thường mình nói đồng bằng lúa, cây trái. Tuy nhiên bán đảo Cà Mau, trong đó có Bạc Liêu, có giáp biển, và từ xưa nơi đây cũng nổi tiếng là sản xuất muối để cung cấp cho đồng bằng châu thổ sông Mekong. Thì nhu cầu làm mắm, đánh bắt cá cần muối rất nhiều, và từ những chiếc ghe bầu ở miền biển, bà con Bạc Liêu đã chèo ngược dòng sông Mekong để đến với vùng Cần Thơ, Châu Đốc để bán muối. Và chính cái sự bán muối này mà người dân ở trong đồng người ta hiểu lầm là Diêm dân là người bán muối, là dân của Diêm phủ, tức là chết thì mới trở thành dân của Diêm Vương, và người ta dùng cái từ lóng là đi bán muối là chết đó. Thì về với Bạc Liêu, ngoài cái việc là thưởng thức cái đặc sản muối thì nó còn giải thích một cái câu chuyện là vì sao ở miền Tây nói từ lóng đi bán muối là chết. Xin cảm ơn quý vị.